Vinh cơm center này con. Mình vô đó đi được không? Này đa số người nước ngoài nhiều quá con. Đây tủ này người ta để gì vậy con ơi? Trời ơi, mở ra là đèn nó sáng con ơi, tự động luôn á. Cái này người ta để quần áo thằng mình bận tối mình bận ngủ á con. Ở đây tối ở đây người ta máy lạnh á, bởi vì con bận này nó ấm á. Dạ. Rồi đóng lại đi con. Mình khám phá ra ở trên kia nữa kìa. Dạ. Cái này à, cái này là chỗ để mình pha cà phê đó con. Cái này là máy nè. Máy để pha cà phê nhé. Đây. Còn này đường, cà phê nè. Con thấy tiếng Anh không không? Đa số người nước ngoài bởi vậy để tiếng Anh đó. Người ta có chuẩn bị ấm điện, ấm siêu tốc ha. Nấu cho nhanh đó. Còn này hai chai nước nè, miễn phí cho mình đó. Còn trong đây ly. Nè con thấy không? Ly đẹp ghê không? Mấy người mà nước ngoài ta cầm ly này ta uống nha. Sang trọng dữ à. Đây bánh. Hay, một điều bí mật nữa đó là ở dưới đây nè con thấy không? Đây là cái tủ lạnh mini của khách sạn nó để cho mình sinh hoạt đó con. Nhưng mà thức uống này rất là mắc, mình giờ mình đi khám phá tiếp đi con ơi. Đây là chỗ mà mình để dài đây đó. Mình đỡ dài ra đi. Mình đỡ dài ra là mình vô phòng nha. Này là dép người ta cho chuẩn bị mình mang vô phòng đó thôi. Dạ. Mang vô đi. Dạ. Này mang ấm chân nữa ha. Dạ. Ấm chân quá. Đợi quá xin ba đi. Đây. Đây là cái giường ngủ người ta bố trí cho mình hai giường đó thôi. Dạ. Cái này là mình cái giường riêng cho ví dụ như chẳng hạn như cho con đông thêm một giường nữa thôi. Dạ. Đây. Dường cái này là cái tủ. Đố tụi con này gì? TV. TV bự ghê hết không? Dạ. Wow, này là đồ mốt. Mình lưu trên đây là con, còn này nữa mình coi tủ à. Wow, tủ này rộng quá con. Này mình có đựng đồ gì mình đựng trong đây cũng được tiện. Dạ. À, còn này túi là đựng đồ dơ đó con. Này đựng đồ dơ là tới chiều á, có người ta lại ta gom giặt cho mình luôn á. Dạ, còn túi bự quá. Đây là ghế, cái bàn tròn. Đây là bàn làm gì có con ơi. Cái này là điện thoại để mình có chuyện gì mình gọi cho lễ tân đó con. Dạ. Để mình coi cái trong đây là gì thế. Wow, cái này là để mình sạc điện thoại đó con. Còn này là cái menu của khách sạn 5 sao này đó con. Để mình coi thử coi. Ô, buổi ăn sáng buffet mà tới 500 mấy nè con ơi. Trời. Ôi nhiều quá. Để mình coi tên sơ sơ coi. Còn như là tiếng Anh không hết ta. Thôi mình qua đây mình coi đi. À, có cái đèn con ơi. Cái đèn này bắt, bắt. Đó, sáng trưng lên còn hay quá ha. Còn ghế này nè, thấy không? Ghế này mình để ngồi mình có thể sử dụng máy tính. Tủ nè. Này tiện nghi quá ha. Dạ. Để ghế nữa nè. Nè con thấy không? Giường người ta để sô cô la trên đó con thấy không? Dạ. Này là người ta tặng mình luôn. Cho con ăn cục bên kia. Đợi con ăn cục bên kia đi. Ở đây cũng có một cái điện thoại nữa nè con. Dạ. Là cái ghế còn này là đèn để mình bắt thử coi. Đó. Đó, tắt đèn luôn rồi. Hồn luôn, mẹ con hết hồn nữa. Còn này để mẹ coi coi. Này là chắc mình bấm đây rằng ở ngoài cửa ngoài nó tắt hết không? Dạ. Đó. Lúc này nè, đèn trên. Rồi, sáng rồi. À, cái này là đồng hồ đó con. Với lại cái mình để đường cái điện thoại trên đây mình sạc điện thoại mà không dây đó con. Sô cô la ở đây ngon quá mẹ ơi. À, sô cô la đó ngon hả con? À, con em Vinh kìa. Rồi em Vinh có vẻ thích thú quá ha. Để luôn kìa. Rồi, này là con công nhận điện này nó có nó mềm á. Nó đàn hồi con ơi. Hôm nay mình tới đây. Tối nay á tụi con ngủ rồi tụi con ôm cứ ôm vậy nha. Tối này cũng bự quá con, gấp hai lần gối nhà mình luôn á. Tụi con ơi, mình lại đằng đằng cửa sổ mình mở ra, tụi con mình nhìn xuống cái không cảnh ở dưới ra là xanh tụi con. Wow. À, mày ơi, ở đây mình nhìn xuống nhìn xa quá con. Rộng nữa. Mẹ nghĩ tối mà mình ra đây mình dán màn mình nhìn lên đây rất là đẹp đó con. Ủa mình ở đây mình tắm ở đâu mẹ? Ờ nãy giờ mẹ cũng quên cái vụ mà mình khám phá chỗ tắm nữa con. Bây giờ mình đi khám phá thử coi nó ra sao tụi con. Dạ. Đi tụi con. Rồi bây giờ mình khám phá trong phòng tắm đi con. Dạ. Mình gửi cho bà coi nha. Nhìn nó cái vẻ sang trọng quá con ơi. Đây. Đẹp cực kỳ luôn á. Đây là chỗ mình rửa tay nè con. Này có bên nóng lạnh nè, bên nước nóng và nước lạnh nè. Đây nóng nè. Nghe nóng không? Nóng. Ừ, đây lạnh nè. Đó. Đây là xà bông rửa tay đó con. Dạ. Ồ có bông hoa đẹp quá ha. Đèn. Con thấy đèn không?
chị thấy. À, đây hai bên đèn này khăn người ta để cho mình xong rồi mình rửa tay hoặc là mặt cũng được đó con. Đây là cái hộp người ta đựng gì trong đây để người ta coi. Cái này là người ta đựng kem đánh răng bằng chải rồi đó con. Rồi cao râu rồi đó. Đi mình khỏi đem theo. Khá đẹp quá ha. Tụi con rửa mặt không? Rửa đi. Không. Thích nước nóng thì rửa nước nóng, không thích nước lạnh thì rửa nước lạnh. Không thích nước lạnh. Dạ. Lấy khăn này ra mặt. Con thích nước nóng. Con thích nước nóng luôn hả? Rồi con rửa đi. Nóng mà con giặt hơi hay đừng giặt nóng quá nha. Trang ra mặt đi rồi mình vô mình coi cái chỗ mà con thắc mắc đó. Dạ. Ở chỗ tắm đó coi có lò sen không nha. Coi giống lò sen ở nhà mình không? Rồi đi tụi con. Wow. Đó. Con có cái dầu sen luôn. Dầu sen này là dầu sen siêu to khổng lồ luôn á con ơi. Con muốn tắm dầu sen liền mẹ ơi. Con không muốn dậy nữa mẹ ơi. Thôi để chiều nay rồi mình tắm nha con. Trưa nay á mẹ đi có điều bất ngờ cho hai tụi con á. Đó là gì vậy mẹ? Đó là hồ bơi khách sạn năm sao đó tụi con. Con mình ra đây mình đi chuẩn bị ra hồ bơi làm việc đi tắm cho con ấy. Dạ. Đây mình đã chuẩn bị đồ bơi cho hai đứa con nè. Em Vinh thì đồ bơi khủng long nha. Dạ. Đây em Vinh. Dạ. Đồ bơi khủng long đó, cái nón của con đó. Rồi cái kiến của con luôn. Rồi đây là đồ bơi của chị Trang nè. Một con đà điểu. Đây con một hầm, con gái là một hầm nha. Gác con đậu này lên. Kiến này của con nè. Hả? Con đi mình nhậu quá ta. Giống ca sĩ quá à. Ca sĩ tí con quá à. Đây là con biết cái gì không? Nhớ không? Một kính bên. Một kính của anh Hai Tài đó. Em mốt về á tụi con phải mua quà cho anh Hai Tài nha. Dạ. Rồi mình chuẩn bị đi ra hồ bơi bơi đi tụi con. Đây. Ủa hồ bơi ở đâu vậy mẹ? Ờ hồ bơi dưới lầu 7 tắm tất là mình đi xuống dưới lầu 7 đi. Đúng rồi, chị Vinh này giỏi quá. Rồi mình ra hồ bơi đi tụi con. Dạ. Trai với gái mẹ bận đồ bơi nầu quá ha. Rồi tụi con xuống tắm đi. Gái mẹ bơi giỏi quá ta, còn chỉ em bơi nữa ha. Em Vinh cái chân ga nó sâu nha con. Ủa, bây giờ con sẽ đi bơi nha. Chị Trang bơi giỏi quá à, mẹ ơi. Chị Trang bơi giống vận động viên nhí bơi lội quá ha con. Hay quá, gái mẹ số 1 luôn á. Mình tắm nãy giờ 15 phút rồi tụi con ơi, lên tụi con ơi. Rồi tụi con lại xả nước cho sạch đi rồi mình mẹ lau cho tụi con vô phòng nghỉ nằm nghỉ nha. Tắm nãy giờ rồi đói bụng chưa? Dạ con đói rồi mẹ. Con bơi nãy giờ con cũng đói bụng rồi mẹ ơi. Rồi được rồi, hai đứa con chuẩn bị đi. Mẹ dẫn tụi con qua Vincom trung tâm ăn nha. Rồi mình trải nghiệm coi Vincom có gì lạ nha tụi con. Dạ. Đi tụi con. Ở Vincom có trò chơi trẻ em không mẹ? Mẹ cũng không biết nên mẹ cũng chưa tới đó nữa. Còn lát mẹ con mình tới đó mình phóng cá là nó ra sao nha tụi con. Dạ. Vincom này gần khách sạn của mình, bởi vì ngủ bộ hết tụi con. Vincom Center kìa con. Dạ. Mình vô đó đi tụi con. Cái này đa số người nước ngoài nhiều quá con.
con nói đúng rồi đó. Vincom này thấy rộng lớn quá ha con. Lần đầu tiên mẹ đi tới Vincom này luôn đó tụi con. Chỗ nào bán đồ ăn vậy mẹ ơi, con đói quá mẹ. Đó mình phải đi xuống tầng B3 lần đó con. Thôi mình đi xuống tầng B3 mình kiếm gì ăn cho tụi con.